chiến sự ở Trung Đông tiếp tục sôi trào. Hôm 3 tháng 3, Israel được báo cáo đang tăng cường chiến dịch ở Khan Yunis, triển khai nhiều xe tăng vào thành phố. Trong khi đó, cảnh sát bắt giữ nhiều người biểu tình, yêu cầu giải cứu con tin ở Gaza. Mỹ cảnh báo rủi ro môi trường sau khi tàu chở phân bón bị Houthi đánh chìm ở Biển Đỏ. Trở lại với xung đột Đông Âu, Nga báo cáo đã chặn chiếc ô tô chứa thiết bị nổ trên cầu Crimea. Căng thẳng với Ukraine chưa nguôi, Nga được dự đoán sẽ đưa quân vào một quốc gia châu Âu khác. Trung Quốc nỗ lực chấm dứt xung đột Nga-Ukraine bằng ngoại giao con thoi. Theo Wall Street Journal, bản ghi âm bị rò rỉ về việc tấn công cầu Crimea có thể gây rạn nứt giữa Đức và NATO. Vì sao? Các thông tin đáng chú ý khác trên toàn cầu. Theo khảo sát liên quan đến bầu cử Mỹ, ông Trump hiện đang dẫn trước ông Biden ở 7 bang quan trọng. CNN đưa tin thêm một khinh khí cầu do thám được phát hiện ở ngoài khơi nước Mỹ. Hải quân Ấn Độ mở căn cứ chiến lược gần Maldives. Hàng loạt bác sĩ Hàn Quốc tổ chức biểu tình lớn phản đối chính sách y tế của chính phủ. Và tất cả sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình Thế giới hôm nay. Xin chào quý vị, Hồng Quân rất vui khi được gặp lại quý vị và chia sẻ đến quý vị những thông tin mới nhất trong chương trình Thế giới hôm nay. Mở đầu chương trình là những tin tức mới nhất xoay quanh điểm nóng xung đột tại Trung Đông. Theo thông tin từ Reuters, quân đội Israel hôm 3 tháng 3 cho biết họ đã tăng cường các chiến dịch ở thành phố Khan Yunis phía nam Gaza, phá hủy hàng chục mục tiêu của Hamas trong cuộc không kích. Quân đội cho biết không quân và pháo binh đã bắn trúng khoảng 50 mục tiêu trong vòng 6 phút trong chiến dịch tăng cường thành tích hoạt động ở khu vực. Quân đội đã phá hủy cơ sở hạ tầng của khủng bố và loại bỏ những binh lính Hamas đang hoạt động tại các căn cứ dân sự. Cư dân trong khu vực cho biết họ rất ngạc nhiên bởi những bước tiến nhanh chóng của xe tăng Israel. Một số gia đình cho biết trên mạng xã hội rằng họ không thể rời khỏi nhà khi có nhiều xe tăng xuất hiện trên đường phố. Trong khi đó, nhóm chiến binh Palestine Islamic Jihad cho biết họ đã tấn công hai xe tăng bằng tên lửa và cho nổ tung một tòa nhà có binh sĩ Israel. Khan Yunis là trọng tâm trong các cuộc tấn công quân sự của Israel vào những tuần gần đây. Reuters đưa tin quân đội Israel đã hoàn thành đánh giá sơ bộ về cái chết của những người Palestine đang xếp hàng nhận viện trợ ở Gaza vào tuần trước. Kết quả cho thấy binh sĩ Israel không tấn công đám đông và hầu hết người Palestine thiệt mạng do bị giẫm đạp. Người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel IDF, chuẩn tướng Daniel Hagari cho biết, chúng tôi đã kết thúc đánh giá ban đầu về sự cố dân thường Gaza bị giẫm đạp đến chết và bị thương khi lao tới đoàn xe viện trợ. Theo ông Hagari, thông tin từ các chỉ huy và binh sĩ trên thực địa đã xác định không có cuộc tấn công nào nhằm vào xe cứu trợ. Ông cho biết, sau khi nổ các phát súng cảnh báo để giải tán đám đông, lực lượng chúng tôi đã bắt đầu rút lui. Lúc đó, một số kẻ cướp đã tiếp cận binh sĩ và đe dọa họ. Theo đánh giá ban đầu, các quân nhân đã đáp trả một số đối tượng. Người phát ngôn nói họ cũng đã khơi động cuộc điều tra toàn diện và minh bạch do một cơ quan độc lập, chuyên nghiệp và có chuyên môn tiến hành và sẽ chia sẻ kết quả sớm nhất có thể trong những ngày tới. Mục đích nhằm giảm nguy cơ xảy ra thảm kịch tương tự trong hoạt động nhân đạo của Israel. Áp lực đã đè nặng lên Israel sau thảm kịch hôm 29 tháng 2 mà cơ quan y tế Gaza cáo buộc lực lượng Israel đã nổ súng, giết chết hơn 100 người khi họ đang cố gắng tiếp cận đoàn xe cứu trợ ở thành phố Gaza. Nhiều quốc gia đã lên án vụ việc, đồng thời kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế. Tờ Anadolu đưa tin một nhóm người Israel đã tổ chức cuộc biểu tình ở thủ đô Berlin của nước Đức vào cuối tuần qua, yêu cầu chấm dứt cuộc chiến Gaza ngay lập tức. Đám đông biểu tình ủng hộ hòa bình ở vùng đất của người Palestine đã tập trung trước trụ sở Bộ Ngoại giao của Đức, yêu cầu chính phủ Đức gây áp lực buộc Israel giải quyết xung đột với Hamas bằng ngoại giao. Trong cuộc biểu tình, những người tham gia dương cao các biểu ngữ có nội dung tiếng Đức, tiếng Anh và cả Do Thái như người Israel muốn hòa bình, hãy dừng chiến tranh ngay lập tức, hay đảm bảo nhân quyền cho mọi người. Họ cũng hô vang khẩu hiệu, chính phủ Đức hãy ngừng cung cấp vũ khí cho Israel. Cuộc biểu tình được tổ chức trong bối cảnh thế giới chấn động trước vụ thảm sát người Palestine đang chờ hàng cứu trợ ở phía bắc Gaza. Một người biểu tình tên Niroz Preschenbus mô tả thảm kịch này là một bước ngoặt. Anh nói, tại thời điểm hiện tại, ngừng bắn là cần thiết. Đức có thể đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực đạt được mục tiêu này. Israel đã phát động chiến dịch quân sự chống Hamas ở Gaza sau cuộc tấn công của nhóm chiến binh Palestine vào nước này vào hôm 7 tháng 10.
các cuộc bắn phá liên tục của Israel vào vùng đất ven biển Địa Trung Hải kéo dài gần 5 tháng qua đã cướp đi sinh mạng của khoảng 30.500 người Palestine và làm bị thương 70.000 người khác, cũng như gây ra sự tàn phá trên diện rộng và cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ. Theo thông tin từ truyền thông địa phương, cảnh sát Israel đã bắt giữ 7 người với cáo buộc gây bạo loạn khi đám đông biểu tình phong tỏa phố Begin ở trung tâm Tel Aviv, yêu cầu chính phủ giải cứu các con tin còn đang bị giam giữ ở Gaza. Cũng trong cuối tuần qua, hàng trăm người biểu tình đã tập trung gần dinh thự của Thủ tướng Benjamin Netanyahu tại Tây Jerusalem sau cuộc tuần hành kéo dài nhiều ngày về thành phố cổ. Nhiều người tham gia kêu gọi nhà lãnh đạo nhanh chóng đạt thỏa thuận với nhóm chiến binh Hamas, đồng thời đề nghị tổ chức bầu cử sớm. Ghi nhận ở thị trấn Sisera, phía bắc Israel, 1.200 người cũng tụ tập trước nhà của ông Netanyahu, yêu cầu giải cứu con tin và chính phủ từ chức. Đám đông biểu tình hô vang các khẩu hiệu phản đối chính quyền của Thủ tướng Netanyahu và kêu gọi bầu cử ngay lập tức. Các cuộc biểu tình tương tự cũng nổ ra ở những thành phố khác của Israel như Haifa, Rana và Rehovot. Qatar, Ai Cập và Mỹ đang tích cực làm trung gian thúc đẩy các cuộc đàm phán cho một thỏa thuận tạm ngừng giao tranh và trao đổi con tin tù nhân mới giữa Israel và Hamas. Các bên kỳ vọng có thể đạt được lệnh ngừng bắn trước tháng Ramadan của người Hồi giáo bắt đầu vào ngày 10 tháng 3. AFP đưa tin Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi AU Moussa Faki Mahamat mới đây cáo buộc Israel sát hại hàng loạt người Palestine và kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế làm rõ vụ thảm sát hàng chục người đang tìm kiếm viện trợ nhân đạo tại vùng đất Gaza bị chiến tranh tàn phá. Tuyên bố của AU trên nền tảng X có đoạn: ông Mahamat lên án mạnh mẽ cuộc tấn công của lực lượng Israel khiến hơn 100 người Palestine thiệt mạng và bị thương trong lúc chờ hàng cứu trợ. Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi yêu cầu điều tra để buộc thủ phạm phải chịu trách nhiệm, đồng thời kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện. Quân đội Israel được cho là đã nổ súng vào dân thường Palestine đang tranh giành lương thực viện trợ trong một cuộc hỗn chiến mà cơ quan y tế Gaza do Hamas điều hành cho biết đã giết chết hơn 100 người ở thành phố Gaza. Thảm kịch xảy ra sau khi một quan chức của chương trình lương thực thế giới cảnh báo nếu không có các nỗ lực mạnh mẽ hơn, nạn đói sẽ nhấn chìm miền Bắc Gaza. Quân đội Israel khẳng định đã có một cuộc dẫm đạp khi hàng ngàn người Gaza bao vây đoàn xe tải chở hàng cứu trợ, dẫn đến hàng chục người thương vong, trong đó có một số trường hợp bị xe cán qua người. Một nguồn tin từ Israel thừa nhận quân đội nước này đã nổ súng vào đám đông vì tin rằng đó là một mối đe dọa. Tờ Anadolu đưa tin người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus đã bày tỏ sự lo ngại về cáo buộc Israel ném bom các lều trại của dân thường Palestine ở Rafah, thành phố cực nam dãy Gaza, giáp biên giới với Ai Cập. Trên nền tảng X, ông Ghebreyesus cho biết, trong số những người thiệt mạng có 2 nhân viên y tế. Người đứng đầu WHO nhấn mạnh dân thường và nhân viên y tế phải luôn được bảo vệ, đồng thời yêu cầu Israel ngừng bắn. Hơn 1,4 triệu người Palestine phải di dời do các hoạt động quân sự của Israel ở Gaza, đang ẩn náu ở Rafah. Việc Israel lên kế hoạch tấn công thành phố này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cộng đồng quốc tế, với nhiều quốc gia lên tiếng kêu gọi Israel kềm chế và hủy bỏ ý định này. Theo Liên Hiệp Quốc, các nơi trú ẩn ở Gaza hiện đều quá tải và trong tình trạng cạn kiệt lương thực và nước uống. Tổ chức Liên Chính phủ cũng cảnh báo về nguy cơ nạn đói đang ngày càng trở nên nghiêm trọng và lan rộng trên khắp vùng đất của người Palestine. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vào cuối tuần qua đã cảnh báo rằng nạn đói ở Gaza sắp xảy ra, có khoảng 10 trẻ em nằm viện chính thức trong khu vực đã chết đói. Thông tin vừa được Reuters đăng tải. Người phát ngôn của WHO Tristan Lemire cho biết đây là một điều đáng buồn, tương tự như 30.000 người đã thiệt mạng trên khắp Gaza. Thật không may, nhưng con số không chính thức này dự kiến sẽ cao hơn. Tin tức xuất hiện vào ban đêm cho biết có 4 đứa trẻ đã qua đời tại bệnh viện Kamaz Edwards ở phía bắc Gaza. Sự cố bi thảm này đã làm tăng thêm số người thiệt mạng, với thương vong được báo cáo tại cả bệnh viện Kamaz Edwards và bệnh viện Al-Shifa ở thành phố Gaza. Theo Văn phòng Điều phối Viện trợ của Liên Hợp Quốc, tình hình hiện tại đã khiến người dân ở Gaza phải đối mặt với mức độ mất an ninh lương thực thảm khốc và đẩy mọi người vào tuyệt vọng. Trong sự cố chết người ở phía bắc Gaza vào thứ năm tuần trước, hơn 100 người Palestine được cho là đã thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong khi đang chờ đợi viện trợ từ một đoàn xe. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Antonio Guterres cho biết, những cái chết bi thảm của đoàn xe cứu trợ hôm thứ năm cho thấy sự đau khổ của người dân Gaza.
ông đã lên án sự cố cung cấp viện trợ chết người này. Ông Linmier cho biết việc cung cấp nước ngọt và điện đã bị cắt ngay sau ngày 7 tháng 10 và tất cả các đường dây cứu sinh ở Gaza đã bị cắt giảm ít nhiều. Đề cập đến thông tin từ UNRWA, Cơ quan Hợp quốc về người tị nạn Palestine, ông Linmier nói rằng nguồn cung cấp viện trợ đến vào tháng 2 chỉ bằng một nửa so với lượng viện trợ đến vào tháng 1. Theo thông tin từ Times of Israel mới đây, Mỹ đã cảnh báo rằng con tàu vừa bị chìm ở Biển Đỏ sau khi trúng hỏa lực của Houthi có thể gây ra rủi ro cho môi trường do hàng hóa trên tàu là phân bón. Trên mạng xã hội X, Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ CENTCOM cho biết khoảng 21.000 tấn phân bón amoni phosphat sunfat mà con tàu đang chở có nguy cơ gây ra rủi ro cho môi trường ở Biển Đỏ. Quân đội Mỹ cho biết khi con tàu chìm, tàu cũng có nguy cơ ảnh hưởng đến các con tàu khác di chuyển trên tuyến vận chuyển tấp nập ở Biển Đỏ. Chính phủ của Yemen vừa qua cũng cho biết rằng tàu Jubima bị Houthi tấn công đã chìm ở Biển Đỏ và cảnh báo thảm họa môi trường sẽ xảy ra. Lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn đã tiến hành tấn công các tàu trên tuyến vận chuyển Biển Đỏ kể từ tháng 11 để thể hiện đoàn kết với người Palestine trong cuộc chiến ở Gaza. Theo thông tin từ tờ Anadolu, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã có chuyến tham quan triển lãm Giấc mơ không bom đạn, những bức tranh của trẻ em Gaza. Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ diễn đàn ngoại giao Antalya năm 2024. Triển lãm diễn ra tại trung tâm du lịch Bilek ở thành phố Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, nơi tổ chức diễn đàn ngoại giao Antalya từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 3 với sự tham dự của các nguyên thủ quốc gia, các bộ trưởng, nhà ngoại giao, lãnh đạo doanh nghiệp và học giả để thảo luận về các vấn đề và thách thức toàn cầu cấp bách. Đi cùng ông Erdogan trong chuyến tham quan triển lãm có phu nhân Emine Erdogan, lãnh đạo cộng đồng người Síp gốc Thổ Nhĩ Kỳ Ersin Tatar, Phó Tổng thống Kavest İmaz, Ngoại trưởng Hakan Fidan và ông Ferretin Altun, Giám đốc truyền thông của Tổng thống. Sau khi thăm triển lãm, ông Erdogan đã gặp gỡ chào mừng các nhà lãnh đạo đến dự diễn đàn ngoại giao Antalya lần thứ 3 có chủ đề thúc đẩy ngoại giao trong thời kỳ hỗn loạn giữa bối cảnh xung đột ở Ukraine và Trung Đông vẫn tiếp diễn. Thưa quý vị, hãng thông tấn RIA Novosti trích một nguồn tin an ninh cho biết một chiếc xe chứa thiết bị nổ đã cố gắng vượt qua cầu Krum của Nga nhưng đã bị các đặc vụ của Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB chặn lại vào cuối tuần qua. Vụ việc xảy ra tại cửa khẩu Tsakhankoy trên biên giới hành chính giữa bán đảo Krum và vùng Kherson của Nga. Nguồn tin cho biết trong quá trình kiểm tra chiếc ô tô, các nhân viên FSB đã phát hiện ra một vật thể giống thiết bị nổ được gắn vào đáy của chiếc xe dưới ghế lái. Chiếc xe đã nhanh chóng được chuyển đến nơi khác. Theo nguồn tin của RIA Novosti, các chuyên gia đã xác định rằng thiết bị nổ này được lắp ráp từ các bộ phận do nước ngoài sản xuất, được các quốc gia NATO cung cấp cho Ukraine. FSB đã tiến hành cuộc điều tra, các dịch vụ an ninh đang làm việc để xác định những người có liên quan đến âm mưu này. Truyền thông nhà nước Nga hôm 3 tháng 3 đưa tin lực lượng an ninh Nga đã chiến đấu cả đêm với các chiến binh nổi dậy thuộc nước Cộng hòa Ingushetia ở Bắc Caucasus của Nga. Các nhà chức trách đã đưa ra những cảnh báo khẩn cấp chống khủng bố trong khu vực. Hãng tin Interfax dẫn thông tin từ Ủy ban chống khủng bố quốc gia cho biết các chiến binh bị cáo buộc đã nổ súng vào lực lượng thực thi pháp luật của Nga. Theo Interfax, các nhân viên thực thi pháp luật đã đến hiện trường và đụng độ với các chiến binh này. Hãng thông tấn nhà nước RIA của Nga đưa tin Nga đang thực hiện các biện pháp tích cực để giải quyết các vấn đề liên quan đến những nhóm khủng bố. Ingushetia là khu vực nhỏ nhất ở Nga, nằm giữa phía bắc Ossetia và Chechnya, có dân số khoảng nửa triệu người. Trong gần một thập kỷ cho đến năm 2017, lực lượng an ninh Nga đã chiến đấu với cuộc nổi dậy vũ trang của các nhóm chiến binh Hồi giáo ở Ingushetia cũng như ở Dagestan và Chechnya. Thống đốc tỉnh Leningrad của Nga Alexander Dozhenko cuối tuần qua cho biết hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ các mục tiêu trên không, trên vùng biển và bờ biển của vịnh Phần Lan. Những tuyên bố của ông Dozhenko được đưa ra sau khi truyền thông nhà nước Nga đưa tin về các vụ nổ gần cảng Bronka ở St. Petersburg. Cơ quan vận tải hàng không Liên bang Nga cho biết đã ban hành lệnh hạn chế đi lại đối với các chuyến bay tại sân bay Bukovo từ khoảng 7 đến 8 giờ tối ngày 2 tháng 3. Trong những tuần và tháng gần đây, chính quyền Nga đã báo cáo các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào các tỉnh Belgorod, Bryansk, Oryol và Leningrad, cũng như các khu vực khác đang ngày càng gia tăng. Thống đốc thành phố St. Petersburg Alexander Belglov tuyên bố rằng hai tòa nhà đã bị hư hại sau một sự cố không xác định tại một trong những quận của thành phố vào sáng ngày 2 tháng 3.
Các quan chức Ukraine thường không bình luận về những cuộc tấn công này. Bộ Quốc phòng Nga mới đây thông báo Nga đã tiến hành thành công vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa JAS. Bộ Quốc phòng đã công bố một video ghi lại cảnh phóng tên lửa JAS. Tên lửa này được trang bị đầu đạn có thể tháo rời. Theo Bộ, vụ phóng thử nghiệm đã diễn ra tại sân bay vũ trụ Plesetsk ở tây bắc của nước Nga. Tên lửa đã bắn trúng thành công mục tiêu ở bán đảo Kamchatka ở phía đông nước Nga. Vụ phóng thử nhằm xác nhận các đặc điểm chiến thuật, kỹ thuật và bay của hệ thống tên lửa. Được thử nghiệm lần đầu tiên vào tháng 5 năm 2007, hệ thống tên lửa JAS có tầm bắn tiềm năng là từ 11.000 đến 12.000 km và có thể mang từ 6 đến 10 đầu đạn nhắm mục tiêu cụ thể từ 100 đến 300 kiloton. Newsweek mới đây đưa tin những nhận xét gần đây của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã khiến nhiều người đặt ra nghi vấn rằng Nga có thể đưa quân vào một quốc gia châu Âu khác trong tương lai. Sau cuộc họp với các đại diện ở Transnistria, khu vực ly khai của nước Cộng hòa Moldova thuộc Liên Xô cũ vào tuần qua, ông Lavrov đã đưa ra một số bình luận liên quan đến việc gửi quân đến khu vực này. Tại cuộc họp, các quan chức của Transnistria đã chính thức yêu cầu Nga hỗ trợ trong cuộc xung đột đang diễn ra với Moldova, khi các nhà lãnh đạo hàng đầu của khu vực cáo buộc chính phủ Moldova đang thực hiện kế hoạch diệt chủng đối với cư dân Transnistria. Nga từ lâu đã duy trì căng thẳng đáng kể với các quốc gia chống Nga, từng là một phần của Liên Xô. Trong những bình luận được đưa ra sau cuộc họp với các quan chức ở Transnistria, ông Lavrov đã nói về Moldova theo những cách tương tự mà Nga đã từng bình luận về Ukraine trước cuộc xung đột. Trên mạng xã hội X, quan chức Ukraine Anton Cherashenko nói rằng ông Lavrov đã cáo buộc chính phủ Moldova cố gắng thanh trừng văn hóa Nga khỏi Transnistria. Theo lời dịch của ông Cherashenko, ông Lavrov đã nói rằng chế độ Chisinau, thủ đô của Moldova, đã đi theo bước đi của chế độ Kiev. Họ loại bỏ tiếng Nga, phân biệt đối xử với Nga trong tất cả các lĩnh vực và cùng với Ukraine gây áp lực kinh tế nghiêm trọng lên Transnistria. Để phản ứng lại những bình luận này, nhiều người dùng trên X lưu ý rằng ý nghĩa của những lời hùng biện tương tự như vậy là rõ ràng. Một đại diện của Bộ Ngoại giao Nga đã nói với hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti vào tuần trước rằng Moscow sẽ cẩn thận xem xét yêu cầu của Transnistria về việc bảo vệ những người đồng hương của Nga trong khu vực. Moldova đã được cấp tư cách ứng cử viên thành viên Liên minh châu Âu vào năm 2022, cũng như kế hoạch trở thành thành viên của khối vào năm 2030. Chính phủ Nga đã phản đối mạnh mẽ việc các nước láng giềng trong khu vực tham gia các tổ chức như EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Tờ New York Times đưa tin chính phủ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây đã bắt giữ cựu nghị sĩ Ukraine Sergei Baksinsky và buộc tội ông lừa đảo nhà nước. Ông Baksinsky và 5 người đàn ông khác đã bị buộc tội vào tháng trước khi lên kế hoạch mua nhiên liệu phức tạp làm tiêu tốn 25 triệu đô la của chính phủ Ukraine. Đầu tuần này, Tòa án chống tham nhũng cấp cao ở Kiev đã đặt tiền bảo lãnh cho ông Baksinsky ở mức hơn 7 triệu đô la. Ông Baksinsky đã được tờ New York Times mô tả là người đóng vai trò quan trọng trong việc giúp mua vũ khí để chiến đấu với Nga. Ông Baksinsky là một cựu chiến binh của chiến trường Ukraine. Trong cuộc cách mạng cam năm 2004, ông đã làm việc cho chiến dịch tranh cử tổng thống của Viktor Yushchenko và sau đó đã tư vấn cho Yulia Tymoshenko. Ông đã đại diện cho quận Zhytomyr trong cơ quan lập pháp Ukraine. Chính phủ của ông Zelensky đã thực hiện một số vụ truy tố cấp cao để cho những nước phương Tây thấy rằng họ đang loại bỏ tham nhũng và xứng đáng nhận được hàng tỷ viện trợ quân sự từ đồng minh. Tuy nhiên, Kiev cũng đã tạm ngừng nhiều biện pháp chống tham nhũng để tăng tốc độ mua sắm cho quân đội. Newsweek đưa tin mới đây Trung Quốc đang thực hiện một nỗ lực mới để chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine bằng cách triển khai ngoại giao tàu con thoi. Trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh vào tuần qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Mao Ninh cho biết việc khủng hoảng Ukraine kéo dài sẽ không phục vụ lợi ích chung của cộng đồng quốc tế. Mục tiêu chính của vòng ngoại giao tàu con thoi sắp tới sẽ là xây dựng sự đồng thuận về việc ngừng bắn và mở đường cho các cuộc đàm phán hòa bình. Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò của mình và đóng góp trí tuệ của Trung Quốc vào việc tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Trung Quốc đã cố gắng thể hiện mình là bên trung lập và tìm kiếm hòa bình trong cuộc xung đột Ukraine. Nhưng Liên minh châu Âu đã cảnh báo rõ ràng rằng Trung Quốc không nên ủng hộ các nỗ lực xung đột của Nga hoặc vi phạm các lệnh trừng phạt. Bắt đầu từ hôm 2 tháng 3, đặc phái viên của Trung Quốc về các vấn đề Á-Âu, ông Lý Huy đã bắt đầu chuyến thăm Nga, Ukraine, Ba Lan, Đức, Pháp và trụ sở Liên minh châu Âu tại Brussels, đánh dấu nỗ lực hòa giải thứ hai của ông sau khi thực hiện chuyến đi tương tự vào tháng 5 năm ngoái.
Một chuyên gia Nga tại Học viện Khoa học Xã hội Thượng Hải nói rằng chuyến đi của ông Lý Huy cũng có thể nhằm mục đích tăng cường quan hệ Trung-Âu. Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, ông Tôn Vệ Đông đã tổ chức tham vấn với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Rudenko Andrei Zurevich tại Moscow từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 2. Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào tuần trước cho biết hai bên cũng đã trao đổi quan điểm về cuộc khủng hoảng Ukraine, tình hình bán đảo Triều Tiên và các vấn đề quốc tế và khu vực khác. Trong cuộc phỏng vấn với Nikkei Asia trong chuyến đi đến Tokyo, cựu Thủ tướng Thụy Điển Carl Bildt cho biết việc Thụy Điển thành công gia nhập NATO sẽ tăng cường hợp tác giữa EU và khối liên minh quân sự. Bình luận về các nhà lãnh đạo chính trị và những người lính Ukraine, ông Bill nói họ rất quyết tâm tiếp tục chiến đấu, trong khi một số nhà phân tích đã chỉ ra rằng các nước phương Tây đang ngày càng mệt mỏi với cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Bill nói, tôi thực sự không thấy châu Âu có bất kỳ sự mệt mỏi nào với Ukraine. Chúng tôi có rất nhiều quyết tâm để có thể làm bất cứ điều gì nhằm hỗ trợ Ukraine. Tư cách thành viên NATO của Thụy Điển đã được Quốc hội Hungary chấp nhận vào đầu tuần trước. Ông Bill nói, sự tham gia của Thụy Điển và Phần Lan mang lại chiều sâu chiến lược mới cho phía Bắc châu Âu và tăng cường tiềm năng phòng thủ của ba quốc gia vùng Baltic. Ông Bill đã bình luận về khả năng của Thụy Điển trong việc giúp ngăn chặn Nga, bao gồm cả kế hoạch gửi một tiểu đoàn đến Latvia. Ông nói, trong quá khứ, vấn đề quốc phòng chỉ nằm trong biên giới quốc gia chúng tôi, nhưng bây giờ nó sẽ nằm trong một khuôn khổ rộng lớn hơn. Trong bài phát biểu thường niên của mình trước Quốc hội Liên bang vào hôm 29 tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rằng Nga cần củng cố các lực lượng trong chiến lược ở phương Tây để chống lại các mối đe dọa khi NATO mở rộng về phía Đông với việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập liên minh. Tờ Wall Street Journal cuối tuần qua đưa tin, bản ghi âm ghi lại việc quân đội Đức lên kế hoạch giúp Ukraine dùng tên lửa tầm xa để tấn công cầu Crimea có thể gây ra rạn nứt giữa Berlin và các đồng minh NATO. Vào hôm 1 tháng 3 vừa qua, tổng biên tập đài RT bà Margarita Simonyan đã công bố một bản audio ghi lại cuộc trò chuyện giữa một số sĩ quan cấp cao của Đức. Trong đó, họ thảo luận về việc có nên gửi tên lửa tầm xa Taurus đến Ukraine hay không. Các quan chức này cũng đã bàn về việc Ukraine sẽ sử dụng vũ khí của Đức để tấn công cầu Crimea. Wall Street Journal trích lời các quan chức Đức cho biết cuộc trò chuyện này thực sự đã diễn ra, đồng thời cho biết cuộc họp được thực hiện trên một ứng dụng trực tuyến là WebEx. Theo bài báo, các quan chức Đức thường sử dụng WebEx để tiến hành thảo luận các thông tin nhạy cảm và một nguồn tin của Wall Street Journal khẳng định vụ rò rỉ này là hồi chuông cảnh tỉnh cho Berlin. Ngoài việc sử dụng tên lửa Taurus, các quan chức Đức cũng bị cáo buộc đã đề cập đến việc các nhân viên quân sự nước ngoài hiện diện ở Ukraine, vốn được triển khai để giúp Kiev vận hành vũ khí do phương Tây cung cấp. Wall Street Journal mô tả đoạn ghi âm là một chiến thắng truyền thông cho Điện Kremlin, lưu ý rằng nó có thể làm căng thẳng mối quan hệ giữa Đức và các đồng minh NATO, đồng thời cũng gây ảnh hưởng đến việc chuyển giao tên lửa Taurus cho Ukraine. Nhật báo Đức Frankfurter Allgemeine Zeitung đưa tin hôm 3 tháng 3 rằng Thủ tướng Đức Olaf Scholz vẫn đang phản đối việc gửi tên lửa Taurus đến Kiev, cảnh báo rằng việc này có thể khiến cuộc xung đột leo thang hơn nữa. Bản ghi âm bị rò rỉ đã gây ra sự phẫn nộ ở Nga. Moscow đã lên án các chuyến hàng vũ khí của phương Tây đến Ukraine, nói rằng việc này chỉ kéo dài cuộc xung đột. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã yêu cầu Berlin giải thích về bản ghi âm này. Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói rằng người Đức đã một lần nữa trở thành kẻ thù không đội trời chung của Nga. Theo Nikkei Asia, Nhật Bản sẽ tham gia cùng với các quốc gia thành viên NATO và các đối tác khác trong cuộc tập trận phòng thủ không gian hàng năm ở Pháp bắt đầu từ hôm 4 tháng 3 nhằm chuẩn bị cho các cuộc giao tranh có thể xảy ra. 16 quốc gia sẽ tham gia vào cuộc tập trận Aster X-24 được tổ chức bởi lực lượng không quân và không gian Pháp tại thành phố Toulouse. Hàn Quốc là quốc gia Đông Á còn lại tham gia. Các quốc gia khác cũng tham gia là Đức, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Bỉ, Áo, Ba Lan, Romania, Anh, Mỹ, Canada, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Úc. Đại diện của Trung tâm Phòng thủ mạng của NATO cũng sẽ tham gia. Theo quân đội Pháp, cuộc tập trận sẽ bao gồm các cuộc chiến không gian dựa trên các mối đe dọa hiện tại và tương lai. Aster X đã được tổ chức hàng năm kể từ năm 2021, chỉ có các quốc gia Mỹ và châu Âu được phép tham dự. Lực lượng phòng vệ Nhật Bản được tư cách là quan sát viên bắt đầu từ năm 2022. Những cuộc tập trận này cho thấy phương Tây đang đề phòng cực độ đối với các cuộc tấn công mạng của Nga. Trong tuyên bố vào tháng trước được đưa ra vào sau cuộc họp của nhóm tam giác Weimar, Pháp, Đức và Ba Lan, Nga đang nhắm mục tiêu vào phương Tây bằng cách thực hiện các chiến dịch kết hợp
như tấn công mạng và can thiệp chính trị, Moscow vẫn là mối đe dọa trực tiếp và quan trọng nhất đối với an ninh của chúng ta, đối với hòa bình và ổn định trong khu vực châu Âu, Đại Tây Dương. Theo Nikkei Asia, Nhật Bản cũng nhận thấy nhu cầu cấp thiết trong việc phải tăng cường không gian và phòng thủ mạng. Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã thành lập nhóm hoạt động không gian vào tháng 3 năm 2022 để giám sát các vệ tinh và mảnh vỡ không gian. Vào tháng 6 năm ngoái, chính phủ đã đưa ra sáng kiến an ninh không gian đầu tiên, đặt ra các mục tiêu và cách tiếp cận an ninh không gian cho thập kỷ tiếp theo. Tham gia Aster-X là một phần trong nỗ lực của Nhật Bản nhằm tăng cường quan hệ đối tác với các quốc gia khác. Nhật Bản và Pháp đã đồng ý vào tháng 12 để lên kế hoạch hợp tác 5 năm, bao gồm các cuộc tập trận chung về không gian giữa lực lượng phòng vệ và lực lượng vũ trang Pháp. Nhật Bản và NATO đã khẳng định sự hợp tác trong lĩnh vực mạng và không gian trong tài liệu được thông qua vào tháng 7 năm ngoái. Vào tháng 12, Nhật Bản đã tham gia sáng kiến hoạt động không gian kết hợp, một khuôn khổ đa phương gồm có Mỹ và Vương quốc Anh. Thưa quý vị, Reuters dẫn lời một bộ trưởng Pháp khẳng định Nga đứng sau các hoạt động lan truyền thông tin sai lệch nhằm khuếch đại vấn đề rệp ở Paris vào mùa thu năm ngoái, gây hoang mang dư luận. Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Pháp, Jean-Noël Barrot nói, các cuộc tranh cãi về rệp đã bị khuếch đại bởi các tài khoản mạng xã hội có liên kết với Điện Kremlin. Họ thậm chí còn tạo dựng câu chuyện người tị nạn Ukraine có liên quan đến sự lây lan của rệp. Năm ngoái, một số người dùng mạng xã hội đã đăng tải đoạn video quay lại cảnh rệp xuất hiện trên tàu cao tốc và điện ngầm ở Paris. Phó thị trưởng Paris đã kêu gọi chính phủ hỗ trợ giải quyết vấn nạn này trước khi Olympic mùa hè 2024 khởi tranh. Một số trường học đã tạm thời đóng cửa, trong khi các toa tàu được kiểm tra kỹ lưỡng. Tuy nhiên, các nhà chức trách không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của đợt bùng phát rệp bất thường. Khi được hỏi liệu chính phủ Pháp có nghi ngờ rằng các tài khoản của Nga đã dàn dựng khủng hoảng rệp hay không, Bộ trưởng Barrot không xác nhận. Thay vào đó, ông nói rằng chiến dịch lan truyền thông tin sai lệch đã thổi phồng nỗi sợ hãi với mục đích khiến xã hội bất an. Ông Barrot nhấn mạnh rằng trong 2 năm qua, kể từ khi xung đột ở Ukraine bùng phát, các hoạt động tấn công mạng và phát tán thông tin sai lệch của Nga đã gia tăng đáng kể. Moscow chưa bình luận về cáo buộc trên. Theo truyền thông Mỹ, theo một cuộc khảo sát mới đây, cựu Tổng thống Donald Trump đang dẫn trước ông Biden ở 7 bang quan trọng. Cuộc khảo sát của Bloomberg News Morning Consult được công bố vào tuần trước cho thấy có 48% cử tri sẽ ủng hộ ông Trump nếu cuộc bầu cử tổng thống diễn ra trong thời điểm hiện tại. Trong khi đó, ông Biden là 43%. Theo cuộc khảo sát, ông Trump dẫn trước đối thủ của mình vài điểm ở 7 tiểu bang chính, bao gồm Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Bắc Carolina, Pennsylvania và Wisconsin. Cuộc khảo sát cũng cho thấy 82% số người được hỏi xem ông Biden là quá già, 47% đưa ra nhận xét tương tự với ông Trump, khoảng 38% người nói rằng cả hai đều quá cao tuổi để làm tổng thống. Tuy nhiên, 59% mô tả ông Trump là người nguy hiểm, 48% người nói tương tự với ông Biden. Những lo ngại về sức khỏe của ông Biden là một vấn đề lớn trong cuộc bầu cử năm 2024. Đầu tuần trước, ông Biden đã kiểm tra thể chất và được đánh giá là vẫn còn phù hợp với chức vụ. Kết quả của cuộc kiểm tra sức khỏe được công bố sau báo cáo của cố vấn đặc biệt Robert Hur. Ông Hur đã cáo buộc ông Biden có thể đã gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia bằng cách giữ các tài liệu mật sau khi rời nhiệm kỳ phó tổng thống vào năm 2017. Ông Hur mô tả tổng thống Biden là một người đàn ông cao tuổi với trí nhớ kém. Cáo buộc này đã bị ông Biden phản đối dữ dội. CNN vừa qua đưa tin một nhóm ngư dân Mỹ đã phát hiện ra xác của một khinh khí cầu do thám ở ngoài khơi bờ biển Alaska. FBI dự kiến sẽ thực hiện một cuộc điều tra về khinh khí cầu này. Theo CNN, các ngư dân đã mang những mảnh vỡ đáng ngờ lên thuyền của mình và giao phó cho nhân viên FBI khi trở về cảng vào cuối tuần qua. Dựa trên các bức ảnh được chia sẻ, các đặc vụ FBI đã xác định rằng khinh khí cầu này trông giống một khinh khí cầu do thám của chính phủ nước ngoài, dự kiến sẽ cần điều tra thêm. Trong tuyên bố được đưa ra mới đây, FBI nói rằng các mảnh vỡ được tìm thấy ngoài khơi bờ biển Alaska bởi một tàu đánh cá thương mại. FBI sẽ làm việc với các đối tác của mình để hỗ trợ việc thu hồi các mảnh vỡ. Tháng 2 năm ngoái, máy bay chiến đấu của Mỹ đã bắn hạ một khinh khí cầu do thám bị nghi ngờ là của Trung Quốc ở ngoài khơi bờ biển Nam Carolina. Trước khi rơi xuống Đại Tây Dương, khinh khí cầu này đã đi về phía nam từ Alaska, sau đó di chuyển về phía đông để đi qua nước Mỹ. Lầu Năm Góc sau đó nói rằng thiết bị này không thu thập bất kỳ thông tin tình báo nào. Tuy nhiên, Washington vẫn tin rằng khinh khí cầu được Bắc Kinh triển khai để tiến hành giám sát trên không trong những năm gần đây.
Trung Quốc mô tả khinh khí cầu là một tàu bay dân sự và đã đi lạc vào không phận Mỹ do các tình huống bất khả kháng. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bị đảng Cộng Hòa chỉ trích nặng nề vì đã để khinh khí cầu này đi qua nước Mỹ. Vụ việc cũng làm xấu đi mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh, vốn đã căng thẳng nghiêm trọng sau chuyến thăm của cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đến Đài Loan vào tháng 8 năm 2022. Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty hàng không vũ trụ Trung Quốc sau vụ việc. Trung Quốc đã đáp lại bằng cách thông qua luật áp dụng lệnh trừng phạt của riêng mình đối với các công ty Mỹ. Bắc Kinh cũng tuyên bố rằng các kênh liên lạc quân sự cấp cao giữa hai cường quốc vốn bị tạm ngưng sau khi bà Pelosi đến Đài Loan sẽ không được mở lại cho đến khi Mỹ đơn phương dỡ bỏ các hình phạt kinh tế. Các kênh liên lạc quân sự này cuối cùng đã được khôi phục vào tháng 11 năm ngoái sau khi ông Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tổ chức các cuộc đàm phán ở California. Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt vẫn được áp dụng. Tại cuộc họp ở Munich vào tháng trước, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng thúc giục người đồng cấp Mỹ Antony Blinken loại bỏ các lệnh trừng phạt này. Cuối tuần qua, Bộ trưởng Y tế Đức Karl Lauterbach cho biết đất nước của ông cần cải thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe để có thể ứng phó với các tình huống khẩn cấp, chẳng hạn như đại dịch mới hoặc một cuộc xung đột quân sự. Chính trị gia thuộc Đảng Dân Chủ Xã hội SPD của Thủ tướng Olaf Scholz nói với tờ báo Đức Zeitung rằng dự luật cải cách dự kiến được trình bày lên Quốc hội vào mùa hè này sẽ là một bước ngoặt đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe quốc gia. Theo Bộ trưởng, mặc dù Liên minh cầm quyền đã thúc đẩy cải cách y tế sau đại dịch COVID-19, nhưng với xung đột ở Ukraine, thách thức đang ngày càng gia tăng. Trong tình huống khẩn cấp, mọi bác sĩ, bệnh viện, cơ quan y tế cần phải biết làm gì. Chúng ta cần có trách nhiệm rõ ràng, ví dụ cách điều phối lượng lớn người bị thương giữa các bệnh viện. Ông Karl Lauterbach giải thích. Bộ trưởng nhấn mạnh, các bệnh viện cũng phải tiến hành diễn tập phản ứng đối với thảm họa. Sẽ thật ngớ ngẩn nếu cho rằng chúng ta không chuẩn bị cho một xung đột quân sự và sau đó nó sẽ không xảy ra. Theo cách này, không có lý do gì để xây dựng lực lượng vũ trang Đức, ông Lauterbach nói. Tháng 11 năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuyên bố các quốc gia như Đức phải tăng cường năng lực lực lượng vũ trang để duy trì hòa bình trong khu vực và cần thay đổi tâm lý theo hướng chiến tranh có thể xảy ra. Đến tháng 1, ông một lần nữa nhấn mạnh Đức và toàn bộ NATO nên tự trang bị vũ khí tích cực hơn để tiến hành một cuộc chiến mà không thể né tránh. Tháng trước, Tổng tư lệnh quân đội Đức Thiếu tướng Christian Breuer kêu gọi sự thay đổi về tâm lý trong xã hội Đức. Ông nhấn mạnh Đức cần xây dựng và củng cố khả năng răn đe quân sự để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh tiềm tàng với Nga trong 5 năm tới. Bình luận về những cáo buộc cho rằng Nga có thể đang lên kế hoạch tấn công nước Đức hoặc bất kỳ quốc gia NATO nào khác, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng các quan chức EU đang bịa ra một kẻ thù bên ngoài để đánh lạc hướng sự chú ý khỏi các vấn đề nội bộ. AFP đưa tin Hải quân Ấn Độ đang tăng cường lực lượng trên các hòn đảo có tầm quan trọng chiến lược gần Maldives, với một căn cứ mới sẽ sớm đi vào hoạt động trong vài ngày tới, trước khi Ấn Độ rút quân đội khỏi quốc gia láng giềng. Theo thông báo của Hải quân Ấn Độ, căn cứ mới có tên là INS Jatayu, đặt trên đảo Minicoy thuộc quần đảo Lakshadweep và được xây dựng để trở thành một trung tâm quân sự độc lập, có khả năng triển khai máy bay chiến đấu. Cơ sở này dự kiến chính thức đi vào hoạt động vào ngày 6 tháng 3. Mối quan hệ giữa Ấn Độ và Maldives đã trở nên căng thẳng sau khi Tổng thống thân Bắc Kinh Mohammed Mazu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm ngoái và cam kết sẽ trục xuất lực lượng Ấn Độ. Ông Mazu đã yêu cầu Ấn Độ rút 89 nhân viên an ninh được triển khai ở Maldives về nước. Nhóm đầu tiên sẽ rời đi trước ngày 10 tháng 3 và những người còn lại phải khởi hành trong vòng 2 tháng. Phía Ấn Độ quan ngại sự hiện diện ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở quốc đảo Maldives, vốn nằm trên các tuyến hàng hải quốc tế Đông Tây quan trọng. Căn cứ hải quân mới được kỳ vọng sẽ giúp tăng cường hoạt động giám sát của New Delhi trong khu vực. Theo Hải quân Ấn Độ, cơ sở này cũng sẽ thúc đẩy các nỗ lực chống cướp biển và hoạt động buôn bán chất cấm. Quần đảo Lakshadweep của Ấn Độ nằm cách Maldives khoảng 130 km về phía bắc. Thưa quý vị, hãng tin BGNES của Bulgaria đưa tin, Bulgaria vào tuần qua đã ngừng nhập khẩu dầu của Nga liên quan đến lệnh cấm dầu Nga của Liên minh châu Âu. Động thái này sẽ chấm dứt việc miễn trừ lệnh cấm vận 2 năm. EU đã áp đặt lệnh cấm vận nhập khẩu dầu của Nga từ 2 năm trước. Bulgaria đã được miễn trừ 2 năm và lệnh miễn trừ sẽ kéo dài đến cuối năm nay. Quốc hội Bulgaria đã thông qua một mốc thời gian mới vào cuối năm ngoái để chấm dứt nhập khẩu dầu thô từ Nga. Sau đó, Bulgaria đã ngừng nhập khẩu hoàn toàn từ Nga vào ngày 1 tháng 3.
Đầu tuần trước, Thủ tướng Bulgaria Nikolai Denkov đã gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Kiev. Bulgaria hiện đang ngày càng ủng hộ Ukraine khi xung đột ngày càng kéo dài. Quốc hội Balkan này đã có lập trường dứt khoát ủng hộ Ukraine và cam kết cung cấp vũ khí cho Ukraine bất chấp sự phản đối của Tổng thống Bulgaria Rumen Radev. Ông Zelensky đã cảm ơn ông Denkov vì những cuộc đàm phán hiệu quả và thiết thực và bày tỏ sự đánh giá cao của mình đối với sự hỗ trợ của Bulgaria trong việc giúp mở rộng dòng chảy thương mại và khôi phục việc vận chuyển ở các khu vực Biển Đen và Danube. AFP dẫn thông báo của Hoàng gia Na Uy đưa tin vua Harald đệ ngũ 87 tuổi đã trở về nước vào hôm Chủ nhật 3 tháng 3 từ Malaysia sau khi nhập viện vì bị nhiễm trùng trong lúc đang nghỉ dưỡng ở quốc gia Đông Nam Á này. Trước đó một ngày, Hoàng gia Na Uy cho biết nhà vua đã được đặt máy tạo nhịp tim do bị nhịp tim thấp tại bệnh viện ở Malaysia. Thủ thuật này nhằm đảm bảo an toàn cho hành trình về Na Uy của vua Harald. Chuyên cơ y tế được cho là chở nhà vua cùng với vợ Hoàng hậu Sophia đã cất cánh từ đảo Langkawi, Indonesia vào chiều Chủ nhật theo giờ địa phương. Dữ liệu trên trang web theo dõi chuyến bay Flight Radar cho thấy máy bay đã hạ cánh xuống thủ đô Oslo của Na Uy vào khoảng 23 giờ cùng ngày. Sau đó, vua Harald được đưa đến bệnh viện Rikshospitalet và dự kiến nằm viện trong 2 tuần. Vua Harald lên ngôi năm 1991 và đang là quân vương lớn tuổi nhất châu Âu. Ông đã phải nhiều lần nhập viện vì sốt và nhiễm trùng trong những năm gần đây và cũng từng trải qua ca phẫu thuật tim. Tân Hoa hậu châu Âu 2024 Roza Gariva, quốc tịch Nga, mới đây đã bị thí sinh đến từ Ukraine tố mùa giải. Trong cuộc thi diễn ra ở Liban vào tháng trước, người đẹp Ukraine Melena Menichuk đã đăng tải một bài viết trên tài khoản Instagram cáo buộc Gariva cũng như ban tổ chức cố tình chèn ép cô. Menichuk khẳng định cô bị ép chụp ảnh chung với thí sinh Nga, thậm chí bị đe dọa và buộc phải mặc trang phục giống với người đẹp khác. Sau khi Gariva giành chiến thắng cuộc thi, Menichuk cáo buộc người đẹp Nga đã mua giải, trong khi bản thân cô không đạt được bất kỳ giải thưởng nào và không thể lọt vào top 3. Người đẹp Belarus Irina Maksimovic xếp hạng 3 chung cuộc đã đứng ra bênh vực tân hoa hậu. Trên chuyến xe trở về khách sạn sau lễ trao giải, cô đã chỉ trích Menichuk vì những bài đăng trên Instagram và những lời cáo buộc công kích thí sinh khác. Sau đó, người đẹp Ukraine tiếp tục đăng đàn, tố thí sinh Nga và Belarus mua giải với giá lần lượt là 20.000 euro và 50.000 euro. Trong một cuộc phỏng vấn sau khi đăng quang, tân hoa hậu châu Âu Gariva đến từ Cộng hòa Tatarstan của Nga thừa nhận có một vài thí sinh không thích cô. Một số thậm chí còn không muốn đứng cạnh tôi trên sân khấu. Dù vậy tôi không phản ứng lại hay tham gia vào bất kỳ cuộc tranh cãi nào. Có lẽ đó là một yếu tố dẫn tới việc tôi chiến thắng, Gariva chia sẻ. Gariva, một bà mẹ, có 2 con và là một nhà ngôn ngữ học, có thể nói thành thạo tiếng Ả Rập và tiếng Anh. Hơn 30.000 người đã tập trung ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc vào hôm 3 tháng 3 để tổ chức cuộc biểu tình phản đối kế hoạch của chính phủ trong việc tăng số lượng sinh viên vào trường y. Thông tin được Reuters đăng tải mới đây. Chính phủ Hàn Quốc trước đó cho biết nước này có kế hoạch tăng 2.000 sinh viên nhập học vào các trường y tế bắt đầu từ năm 2025 để khắc phục việc Hàn Quốc đang thiếu bác sĩ khi nước này hiện đang là một trong những nước già hóa nhanh nhất thế giới. Trưởng phòng quan hệ công chúng tại Ủy ban khẩn cấp của Hiệp hội Y tế Hàn Quốc là Chu Su-hu cho biết việc chăm sóc y tế của Hàn Quốc hiện tại đang sụp đổ. Lý do mà chính phủ đưa ra là số lượng bác sĩ không đủ. Trong khi đó, các bác sĩ của chúng tôi nhấn mạnh rằng chúng tôi cần cải thiện hệ thống y tế vì vấn đề này hình thành là do những sai sót trong hệ thống vốn được tích lũy trong khoảng thời gian dài. Hàng ngàn bác sĩ trẻ đã ngừng làm việc tại các bệnh viện lớn trong tháng này, gây căng thẳng và ảnh hưởng đến các khoa cấp cứu. Các nhà chức trách vào hôm 1 tháng 3 đã tăng cường áp lực để chấm dứt cuộc biểu tình. Cảnh sát Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc đột kích nhắm vào các quan chức của Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc. Chính phủ đã đưa ra thời hạn, nhưng bất kể thời hạn hay áp lực nào từ chính phủ, chúng tôi vẫn đồng ý 100% những gì mà các bác sĩ của chúng tôi đã nói. Chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục tiến lên. Trước đó, chính phủ đã đưa ra hạn chót để các bác sĩ quay trở lại bệnh viện, cụ thể là ngày 29 tháng 2, nếu không sẽ phải đối mặt với nhiều hình phạt. Nhưng dữ liệu của Bộ Y tế cho thấy hơn 2/3 số bác sĩ đang thực tập, tương đương gần 9.000 người, đã mặc kệ lời kêu gọi này. Reuters đưa tin tượng đá khổng lồ Telamon cao 8 mét nâng đỡ kiến trúc đền thờ thần Church ở thung lũng đền thờ Agrigento của nước Ý đã được đưa trở lại vị trí hồi cuối tuần qua sau đợt trùng tu kéo dài 20 năm.
tượng người đá khổng lồ được dựng lại bằng cách ghép các phần của bức phù điêu lớn có hình dáng như những bức tượng được đặt giữa các cột trụ của ngôi đền nổi tiếng. Bức tượng có niên đại từ thế kỷ thứ 5 trước công nguyên để ca ngợi sức mạnh của thần Zeus. Theo thần thoại, vị thần tối cao trên đỉnh Olympus đã bắt các Titan, người khổng lồ thua trận trong cuộc chiến hỗn mang, chống đỡ các ngôi đền được dựng lên để vinh danh ông. Bức tượng Telamon ghép từ 90 khối đá khác nhau được tìm thấy từ năm 1920 cho đến nay ở khu vực phía đông bắc ngôi đền. Ngôi đền thờ thần Zeus được xây dựng ở phía nam thành phố cổ nhằm kỷ niệm chiến thắng của lãnh chúa Theron trước người Carthage năm 480 trước công nguyên. Ngôi đền bị hư hại đến mức không thể sửa chữa sau trận động đất năm 1401, bị cướp phá vào thế kỷ thứ 18 để lấy đá xây dựng bến tàu ở Porto Empedocles. Thưa quý vị, vùng núi Sierra Nevada và Bắc California, Mỹ đã trải qua bão tuyết và đợt không khí lạnh khắc nghiệt cuối tuần qua. Song không phải tất cả các cư dân trong khu vực bị ảnh hưởng đều cảm thấy lo lắng. Hey guys, good job. Đoạn video được người dân ở Truckee, Bắc California ghi lại cảnh những chú chó đang đùa nghịch dưới nền tuyết rơi dày. Cơ quan thời tiết quốc gia cho biết lượng tuyết có thể rơi dày đến 3,66 mét, kéo theo không khí lạnh tràn vào khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Cảnh báo bão tuyết đã được đưa ra vào hôm 3 tháng 3 đối với một số khu vực, trong đó có khu du lịch trượt tuyết Hồ Tahoe, cùng dự báo về tình trạng mất điện kéo dài vào cuối tuần. NWS trước đó thông tin gió giật mạnh đã gây thiệt hại nhiều khu vực quanh Hồ Tahoe với sức gió có lúc lên đến 128 km/h. Cơ quan này cũng dự báo tuyết sẽ rơi dày đặc hơn ở vùng núi Cascade Ranch, Oregon và Washington, tiếp tục tiến sâu vào phía bắc dãy Rocky ở Idaho, Montana và Wyoming. Bất chấp thời tiết lạnh giá, người dân Hàn Quốc đã đổ xô tới sở thú gần Seoul trong ngày 3 tháng 3 để chia tay Phu Bao, con gấu trúc khổng lồ đầu tiên chào đời ở xứ sở Kim Chi trước khi nó trở về quê hương Trung Quốc. Cô Yo An-yun, 24 tuổi, chia sẻ, cô đã đến công viên giải trí Everland lúc 5 giờ 30 sáng và phải đợi 4 tiếng để được gặp Phu Bao. Phu Bao có nghĩa là kho báu may mắn, đã nổi tiếng kể từ khi nó chào đời vào tháng 7, 2020. Dự kiến chú gấu trúc sẽ lên đường tới tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, quê hương của gấu trúc khổng lồ vào tháng tới, sau thời gian cách ly kéo dài một tháng. Ông Kang Jo-won, người chăm sóc cô gấu trúc và còn được biết đến với biệt danh là Kang Bao, cho biết Phu Bao không chỉ mang lại cho ông tình yêu thương, mà còn giúp ông có nhiều kiến thức về loài động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng này. Các video quay lại ông Kang chăm sóc Phu Bao và cách cô gấu trúc bám ông không rời rất phổ biến trên mạng xã hội Hàn Quốc. Phu Bao là gấu trúc sơ sinh đầu tiên mà tôi chăm sóc. Trái tim tôi tràn ngập những kỷ niệm về cô công chúa nhỏ này mà tôi sẽ không bao giờ quên, ông Kang nói thêm. Cha mẹ của Phu Bao là Ai Bao, 10 tuổi và Lê Bao, 11 tuổi, đã đến Hàn Quốc từ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc vào năm 2016 như một phần trong chương trình ngoại giao gấu trúc của Bắc Kinh. Tháng 7 năm ngoái, gấu mẹ Ai Bao đã hạ sinh cặp gấu trúc khổng lồ song sinh đầu tiên ở Hàn Quốc. Kính thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin tiếp theo.